Tại buổi tiếp tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và ngài đại sứ đã chia sẻ và đánh giá cao nỗ lực của nhau trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với tác động của dịch bệnh. Hai bên chia sẻ nhu cầu hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác ASEAN cộng nhằm đa dạng hóa và đảm bảo không gián đoạn chuỗi cung ứng về lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác. Hai bộ trưởng khẳng định và đánh giá cao vai trò của Việt Nam và Nhật Bản trong việc dẫn dắt đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP và tháo gỡ, thu hẹp khoảng cách giữa các nước trong việc đàm phán RCEP. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, sau 5 năm chờ đợi và hoàn tất quy trình đánh giá rủi ro mở cửa thị trường, Nhật Bản chính thức cho phép nhập khẩu quả vải của Việt Nam và rất mong chờ quả vải của Việt Nam được xuất khẩu sang Nhật Bản trong năm nay. Chia sẻ trong việc đầu tư hạ tầng năng lượng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam, sẽ tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư Nhật Bản trong các dự án năng lượng. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đề nghị ngài đại sứ và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, sử dụng môi trường trực tuyến, phối hợp nghiên cứu thu hẹp đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam để hình thành các cụm công nghiệp, các khu hậu cứ cho ngành công nghiệp ô tô, chế biến chế tạo cho ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam. Cuối buổi tiếp, hai bộ trưởng nhất trí khẳng định quan hệ thương mại song phương nói chung và quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Nhật Bản nói riêng trong thời gian tới ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tiếp tục góp phần quan trọng vào sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác chiến lược sâu rộng giữa hai quốc gia.